Thầy thân chào các em học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em bài tiết bài tập và truyền tải điện năng đi xa máy biến thế. Thì trong tiết học này thì lần lượt chia sẻ hai nội dung. Thứ nhất là phương pháp và thứ hai là bài tập vận dụng. Để ta sẽ đi vào phần phương pháp trước. Đầu tiên, để làm bài tập về truyền tải điện năng và máy biến thế thì các em phải thuộc và biết cách vận dụng công thức tính công suất hao phí. Các em thấy bên cạnh công thức mình đã học thì thầy có thêm công thức thứ hai là P hao phí bằng P chia U bình chia U tất cả bình phương nhân cho R. Như vậy sử dụng công thức này thì khi mà các em thay số và các em sẽ bình sẽ chia trước rồi bình phương sau rồi nhân cho R thì phép tính của mình sẽ đơn giản rút gọn hơn và tất nhiên là sẽ nhanh hơn. Đơn vị trong công thức tính P hao phí thì công suất P thường người ta cho là kW hoặc là MW, thì nếu cho theo đơn vị đó em phải đổi ra W. Công thức thứ hai là công thức về máy biến thế U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Trong đó U1, U2 là hiện thế cuộn sơ cấp, thứ cấp, N1, N2 là số vòng dây cuộn sơ cấp, thứ cấp. Khi mà các em sử dụng công thức số 2 thì các em phải biết điều khi nào máy biến thế làm tăng hoặc làm giảm hiệu điện thế. Thì các em dựa vào điều kiện đề bài người ta cho hoặc là căn cứ vào dấu hiệu về số vòng dây hoặc là hiệu điện thế thì ta biết được. Nếu N1 lớn N2, U1 lớn U2, máy biến thế làm giảm hiệu điện thế. Và ngược lại, máy biến thế làm tăng hiệu điện thế. Một cái lưu ý nữa là khi truyền tải điện năng đi xa mà sử dụng máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện thì cái hiệu điện thế U của công thức P hao phí nó trở thành hiệu điện thế U2, nó là hiệu thế U2 của cụm thứ cấp của máy biến thế. Vì ta nhớ là trước khi truyền tải điện năng người ta phải đặt máy biến thế làm tăng hiệu thế ở hai đầu đường dây. Như vậy người ta tăng hiệu thế đến U2, rồi từ cái U2 đó người ta mới truyền tải điện năng đi xa. Còn hiệu thế U1 đó chính là hiệu thế từ máy phát điện. Thì để cụ thể hơn thì ta sẽ thực hiện 4 bài tập vận dụng. Bài số 1. Một học sinh chế tạo một chiếc đèn ngủ bằng cách dùng một bóng đèn sợi đốt 6V 3W nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nhà qua một máy biến thế. Thì các em đọc đến đây các em phải hiểu được máy biến thế này là máy tăng thế hay là máy giảm thế. Thì ta chú ý cái điều kiện này. Người ta sử dụng một bóng đèn 6V bằng cách là nối mạng điện xoay chiều 220V qua máy biến thế. Như vậy cái hiện thế này là hiện thế nguồn điện xoay chiều. Vậy cuộn sơ cấp của máy biến thế này phải mắc vào cái hiệu thế 220V. Như vậy đây là U1 và chắc chắn đây sẽ là U2. Câu A, học sinh này dùng máy tăng thế hay hạ thế? Câu B, tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến thế là bao nhiêu? Và câu C, nếu bóng đèn này được thắp sáng 8 giờ mỗi ngày thì tiền điện phải trả cho bóng đèn trong một tháng 30 ngày là bao nhiêu? Cho rằng giá tiền điện là 1.600 đồng. Thì ở cái câu C này nó lại liên quan đến cái công thức mình học kỳ 1 em đã học, đó là công thức tính điện năng tiêu thụ và tính theo đơn vị là kWh. Phần tóm tắt ở câu A, rõ ràng ta thấy là cái U1 lớn hơn U2, như vậy là máy biến thế này là máy hạ thế. Câu B, tính tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Thì ta dựa vào công thức máy biến thế, ta thay số
ta suy ra N1 trên N2 rồi ta thay số. Tính điện năng tiêu thụ thì các em dùng thức A bằng P nhân T và các em đổi đơn vị Watt ra kilowatt và thời gian thì các em nhân thêm cho 30. Như vậy điện năng tiêu thụ sẽ là 0,72 kWh. Số tiền điện phải trả trong một tháng.